Để check in là một ngày luôn rồi đấy. Đâu rồi, đưa thẻ lên máy bay chứ. Đây ạ, có thẻ đây này. Check in hết cho lại luôn rồi. Mời vào đây. Đấy. Dạ. Ôi, quá, 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 quá. Hân hạnh chào đón tất cả các anh chị. Welcome to PNT International Airport. Thì PNT là viết tắt của chữ Phan Ngọc Thiếp, tên của tôi. Ở đây là các anh chị đã đến xem. Trước bạn chỉ là một cái sa bàn của một sân bay quốc tế. Một cái sa bàn sân bay quốc tế thì thường thường nó có, nó cùng cái là nó có cùng một tỷ lệ là 1/500. Sa bàn của 1/500, máy bay cũng 1/500, cho nên nó rất là đồng bộ. Các anh chị đã đi nước, có những đi nước ngoài rồi hoặc là đi máy bay thì ngồi trong nhà ga chỉ nhìn ra được một góc thôi, hay là may mắn lắm mà ngồi máy bay khi máy bay nó lăn trên đường lăn á thì ngồi bên cửa sổ mình nhìn thấy được một tí rồi máy bay nó bay lên là quốc cho mình cũng có được một cái cơ hội để mình nhìn tổng thể như thế này. Thì đây là một cái sân bay quốc tế, thì nó sân bay là sân bay quốc tế thì lúc nào nó có ít nhất là hai đường băng, một cái đường băng là đường đe, đó là đường băng, cái đường này đường cất cánh này, còn đường bên phải là đường hạ cánh, đó đây là hạ cánh. Thì khi máy bay mà nó tiếp cận sân bay này, có cái máy bay trên này, ở trên này này, ngay ở trên này, ngay ở trên này, ngay ở trên này đó. Thì nó có nó sẽ, đó. Nó có, khi mà tiếp cận sân bay thì nó sẽ liên lạc với cái đài không lưu, đài không lưu nó nằm ngay trên này đó. Thì nhân viên đài không lưu sẽ cho biết cái hướng gió, tốc độ gió và cái đường băng số mấy nó sẽ hạ cánh như thế nào. Rồi máy bay không lưu hạ cánh và cất cánh ngược với chiều gió. Thì khi mà nó đã tiếp cận được rồi thì nó sẽ có những cái thiết bị đây này, các những cái thiết bị như là các anh chị thấy ở đây này, đó đây là nó gọi là trong thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là ILS, tức là L I S là Landing Instrument System, tức là hệ thống hướng dẫn hạ cánh. À, tức là vậy thì hướng dẫn hạ cánh là nó phóng cái sóng lên, nó phóng cái sóng lên rồi cái máy bay nó có cái thiết bị nó bắt được sóng lên, nó theo cái sóng đó nó hạ cánh. Cái trời mây mù ấy, trời tối ấy, những cái phi công nó vẫn cứ đáp đáp từ khi mà bão nó to quá rồi nó không nên có hạ cánh đâu. Thì sau khi máy bay mà hạ cánh được rồi thì nó sẽ vào cái đường lăn. Đây cái đường lăn, cái đường này gọi là đường lăn taxiway, trong thuật ngữ tiếng Anh gọi là taxiway. Thì cái xe mà có cái cánh đen đen là xe dẫn máy bay đến. Xe mà cấm vàng không là xe dẫn máy bay đi. À, máy bay đang đứng xếp hàng để mình chờ cất cánh. Thì đặt cái chiếc có một cái chiếc máy bay Bamboo Airways người đang cất cánh lên. Và bên kia có một cái chiếc có kèo Việt Nam Airlines hiện nay là đang hạ cánh. Đó, đây là tôi cố tình tôi sắp hai chiếc máy bay của hãng hàng không của Việt Nam, là bởi vì cái sân bay quốc tế nó đặt tại không tại nhà mình và tại đang hít thở không khí của Việt Nam, cho nên tôi để hai chiếc tình trưng của hai hãng hàng không Việt Nam bay vào cất cánh. Đó là ý nghĩa là như thế. À, thì đây là cái đài không lưu, còn đây là cái bộ phận cứu hỏa. Mời các anh chị có thể đi qua bộ qua bên này rồi tôi hướng dẫn thì phim lên. Các anh chị đến lúc này thì là cái sân bay đang chào đón tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam này. Tổng thống hôm vừa rồi là tháng trước ngày 10/9 tổng thống Joe Biden đến thì ông đến có hai cái chuyến cơ giống hệt nhau, và sân bay Đà Nẵng mình cũng được hân hạnh đón tiếp tổng thống Donald Trump khi dự APEC 2017 á, thì ông đi cùng hai chiếc như thế này giống hệt nhau, chỉ có cái số đuôi là 28.000 và chiếc này là 29.000, và cái chiếc này dành cho ngoại trưởng Mỹ đi theo. Ngoài ra cũng có những cái chiếc C-17 gọi là vừa thô á, nó chở các cái máy bay trực thăng này, nó chở những cái chiếc xe quá thú tại đây, những cái xe quá thú của tổng thống Mỹ. Các anh chị thấy ở đây có cờ đỏ sao vàng và cờ Mỹ đang chào đón tổng thống ra tổng thống Trump xuống. Đây là cái hệ thống nhà ga, sửa chữa máy bay. Và đây là cái hàng ga dành cho chỗ đậu cho máy bay trả tiền. Đây là khu vực châu Mỹ, đây là khu vực châu Âu, đây là khu vực châu Úc, đây là khu vực châu Á, đây là khu vực Đông Nam Á và đầu kia là Việt Nam Airlines. Đó. Mình phía sau thì tờ báo được biết về về cái sân bay này là lâu lắm rồi. Đây là phi công Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thành Trung chứ không phải Nguyễn Trung Thành. Đây là Nguyễn Thành Trung, phi công Nguyễn Thành Trung. Đây là bộ văn hóa thể thao ông Hoàng Tuấn Anh và ông đang đến thăm sân bay này từ năm 2014. Đây nhìn nhé, sân bay đấy có sân bay của một người điên, một cái tạp chí nước ngoài mình viết là sân thú chơi điên của một người bình thường, đấy, có thể thú chơi điên của một người bình thường. Đó. Đây là những cái thẻ lên máy bay.
ở đây là chỉ định lại tôi bay của tôi dự lại tôi bay bên năm mươi một hãng hàng không khác nhau và tôi bay số tiền mà mua đi nếu mà tính là cái số tiền mà đi máy bay ấy, có khi nó nhiều hơn là cái số là tiền mình đầu tư mua máy bay này. Một chiếc máy bay này bây giờ giá nó khoảng từ 6 đến 70 đô 6-70 đô Mỹ á, chứ không phải là nhà, đây không phải là đồ chơi mà đây là mô hình sưu tập dành cho những người sưu tầm. À, nó rất đắt là vậy. Hồi xưa mình cách đây 20 năm thì nó khoảng 30-40 đô, bây giờ nó từng giá, nó được giá nó lên. Và trước đây tôi mua thì có thể đi nước ngoài mua hoặc là đi mua trên online thì họ gửi về thì tiền ship thì một chiếc là khoảng 10 đô. Và ban đầu hồi xưa mình nói là đồ chơi của đây là đồ chơi trẻ em. Khách ok đấy. Đặc biệt 2021 và giữa năm 2022 là không có đón khách, tức là mức 2,5 thì đến nay bây giờ là gần 5 năm nhưng mà thực chất là đón khách là chỉ có 2,5 thôi. Thì hôm nay ở sân bay PNT này có một sự kiện rất lớn và rất có ý nghĩa. Rất đó là đón một vị khách đến sân bay tham quan. Trong số vài người ở đây thì có một người khách là thứ 1,000. À, chúng tôi xin được công bố hành khách thứ 1,000 đó là Nguyễn Khánh Hà. Xin chào. Hello. Và đương nhiên là vì khách đặc biệt, vì khách đặc biệt cho nên chúng tôi luôn luôn có cái quà dành cho chúc mừng hành khách thứ 1,000 để lên sân bay đi. Bây giờ khoan, Hà lấy cái tên thẻ của Hà ra cho tôi rồi. Thằng máy là để chú ăn rồi à? Dạ. Để tôi chạy xuống đây. Thôi lấy cái vé nào cũng được. Không. À, xin được phát thay mặt sân bay PNT, giám đốc tổng giám đốc sân bay PNT xin gửi đến một cái tặng phẩm chúc mừng cho hành khách thứ 1,000 đến thăm sân bay PNT sau gần 5 năm phục vụ đưa vào phục vụ sân bay đưa vào phục vụ du khách. Hơn thế nữa, hành khách Nguyễn Khánh Hà sinh năm 1970 phải không? Chính xác không? Là sẽ được cấp thẻ miễn phí suốt đời để khi mà đến thăm sân bay PNT này. Thẻ miễn phí suốt đời đúng không? Tức là khi nào đến đây xem là Nguyễn Khánh Hà là luôn luôn được thẻ miễn phí. Và hy vọng là sẽ đón tiếp Khánh Hà trong thời gian sớm nhất. Cũng như là ngày này quá ra kỳ. Dạ một cô. Bố đứng với ai nhỉ? Đây, đây này, 1, 2, 3, chụp đẹp ghê gớm, 2, 3, đó, đứng vào cả hôm kia. Rồi, bắt đầu cả đoàn này. Vẽ, giữ vẽ. Đây, 1, 2, 3, cái nữa này, 2, 3. Trong đoàn chúng ta là có cũng có một vị khách đến đây thăm lần thứ 9. Mời người qua bên đây. Cái xe dù đi mà không phục vụ khách ăn hoàng cúc được em nhé. Em có uống cốc rồi. Đúng rồi, uống đi, tí anh trở về. Thăm hoàng cúc được nhé. Có mà tí nữa hát là nó... Nhưng mà mình ngồi đến trưa mà. Còn lâu. Ngon. Rồi để tí cục. Thôi.
Rồi mọi người chuẩn bị cung lấy đi. Ê, Thiết ngồi vào trong kia. Rồi nâng lên đi. Mọi người đã đến thăm tham quan thứ ba. Thành, mời Thành. Mời chị. Mời. Dạ em mời anh. Hành khách thứ 1000 à. Dạ, em mời chị. Đấy, khách này độc đắc. Độc đắc. Rồi nhấp môi. Mấy người được hưởng rồi. Đâu, cái gì? Mày có thể về nhà là mình nó sẽ cố tình như thế này tặng cái quà này cho mọi người đều được hưởng chứ. Thế thì sao mà ba cái để gì là gì? Để chứng tỏ rằng là tự nhiên là